Dâu 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 bà con sâu, chào mừng 500 anh em quay trở lại của em Minzy trong series bình luận về Galil Server. Và đây là Minzy chính hãng đến từ server US. Rất buồn anh em ạ, chúng ta có chế độ ban pick, nhưng mà nếu không chơi sẽ không có clip. Mà ban pick thì anh em biết rồi, chơi rất khó chịu. Nó không phải khó chịu ở cái giai đoạn chơi, nó khó chịu ở giai đoạn ban pick, đúng không? Đôi khi chúng ta chơi giải trí, chúng ta sẽ không ban những võ sĩ tư chất 15 thì muốn để lại, nhưng mà để lại thì nó lại lệch kèo quá thì cũng khó chơi, nó chả ra hệ thống gì đâu anh em, lại phải ban đi đó. Đấy, mà chưa chắc mình không ban đi thì họ lại không ban đi đấy, nên là nhiều khi không biết phải nói nào cho cái chế độ ban tích này, là một cái chế độ mà không ai thích chơi ấy, nhưng mà chúng ta đang phải chơi rồi. Nếu không chơi thật sự các bạn sẽ không có clip để mà lên sóng với anh em vào 3 khung giờ ngày 11 giờ 15 giờ và 19 giờ. Tuần này chắc là khuyết nhiều lắm anh ạ, khuyết nhiều. Tuần sau thì khuyết vì anh em biết tại sao, vì tuần sau là cũng dục dịch Noel các kiểu lại thế nọ thế trai ấy. Cũng khuyết khó chịu, nói chung là khó chịu anh ạ. Nói chung là khó chịu. Ban pick đấy, cấm đi single à? Semi Versailles Benny à? Được, nếu bạn cấm thế thì mình cũng cấm thế này cho nó vui, đúng không? Chúng ta cùng cấm cho nó vui. Bạn cấm thế thì chúng ta cũng cấm thế cho nó vui, cuộc sống mà. Cấm thế thì chúng ta cũng cấm thế cho nó vui thôi. Nào hát này. Cái gì một Athena Tachi. Mày lì đi nha. Zilton ban. Giờ thế thì đúng không? Ông này ông Zerot đấy, ông thích chơi thế thì chúng ta cũng chơi thế thôi, đúng không? Anh em bán hết mấy con xì đài, tích lại mấy con xịn, đánh nhau nó sướng. Bá cháy thôi nha. Cháy. Mình xài trong vào sầu quá. Mình xài chắc vào sau quá. Được, đánh choáng nó phát đấy được đấy. Ở đấy không choáng là hơi mệt đấy. Đấy à. Tính toán hết rồi à?
vẫn bị pha fix được anh em. Pha fix được. Cú xích kết đôi à, không x đôi, cú xích cú xích là x đôi rồi nhỉ. Chịu nha, Farafik, Farafel. Vừa tỉnh đã được cái lại xích à, vừa tỉnh đã là cái lại dính vậy em ơi. Được cái mình có thiêu đốt, nó không có down nữa. Em bay đi mà ấy chứ chắc đã giết được mình. Ê, pha fix cả thằng ấy của mình luôn. Không pha fix thì giảm nộ, khó vãi. Cuộc sống này nghe thế này, nghiệt ngã thế nhỉ. Cuộc sống nghe phải nghiệt ngã thế nhỉ. Sống nghe vẻ nhiệt ngã quá. Ồ, vậy thằng ta chưa Nakeo kia vẫn chưa chết à? Mà mình đang không nhìn ra được lý do thì tại sao nó lại không chết cơ. Đam chắc vợ giết được mình rồi nha. Mình có đốt chưa? Ơ, rõ ràng con kia bị đốt mà tại sao không bị đốt nhỉ anh em nhỉ? Con nào hát kìa, đang bị đốt thì anh em tại sao nhìn nó lại không bị đốt? Đúng rồi, nó đang bị trong trạng thái thiêu đốt nhưng mà sao nó lại không bị thiêu đốt nhỉ? Đốt bù à? Đốt bù à? Thế nào? Đốt bù à hay là thế nào? Zenoth. Zenoth là gì ạ? Người cai quản đa vũ trụ của trong Sunoku đấy à, mười mấy vũ trụ đấy à. Ờ, Zenoth chắc cũng nản rồi à. Nản rồi, khả năng cao là Zenoth đang nản rồi. Tưởng cầm sơ mi mà oai với chúng tôi à? Chúng tôi không sợ đâu. Chúng tôi không sợ đâu. Zenoth à, chúng tôi không sợ đâu. Zenoth hết cơ hội rồi nhỉ. Mình Lee nó còn đá được. Mình
Lee nó còn hành cho Benny với cả Sơ Mi nhoe nhoét nữa còn. Zenoth sẽ không có cơ hội để chiến thắng game đấu này rồi nhỉ. Gần như cơ hội của Zenoth là con số 0 rồi. Cực kỳ khó cho Zenoth. Hoa hồng gai đến từ vị trí của Mari. Chiến thắng dành cho Minzy chính hãng trước Zenoth của Cell 109. Chúng ta cùng đến với điểm đấu bàn pick tiếp theo là Killer 3 Fighter. Đối thủ tiếp theo là để xem nào, mình xem là bao nhiêu clip này từ 2 4 clip. Đối thủ tiếp theo sẽ gọi tên ai? Xin một cái tên. 23 giây vẫn chưa có đối thủ. Đó là Man E Son nè. Man nè Sơn nè. Init Isla Ken Đại Đế. Đấy, đúng không? Nhìn rất đẹp đúng không? Đã không, nếu mà đối thủ không ban pick thì mình cũng sẽ không ban pick ai nhỉ. Được đấy. Đúng không? Chơi thế nó mới hấp dẫn chứ. Đúng không nhỉ? Chơi thế nó mới hấp dẫn chứ. Nếu đối thủ không ban thì không có lý do gì để mình ban đi những con tư chất 15 cả. Lấy ai bây giờ? Isla hay Đại Đế? Đại Đế thì nhỉ? Đúng không? Vì hai con này là hai con tanh nhỉ? Lấy một thì mình cũng lấy một thôi. Nó mà lấy Init thì mình lấy luôn Diamond anh em biết tại sao? Nó lấy 2 init thì mình phải 2 diamond thì mới x2 lại cân bằng lại được chứ thôi nhỉ. Nếu không nó sẽ không có cái sự cân bằng nào đây cả. Chiến này nhá. Không có gì thiệt thòi ở đây cả. Đã đánh là phải chiến, là phải vui. Rắn à? Đấy, lại đến không rắn đấy. Đấy, đánh pick như này nó còn động lực đúng không anh nhá. Lại đến hồn rắn à? Một rắn, hai rắn, ba rắn và bốn rắn. Ok chưa anh nhá? Đủ rắn chưa? Đủ rắn chưa anh nhá? Rắn chiến luôn đi. Rắn đây anh em ơi. Đủ rắn chưa? Đại Đế đập bố láo nhỉ. Đánh một thằng đập một thằng ấy, nhiều khi cũng khó hiểu. Nhiều khi cũng khó hiểu. Đế gánh có sàn để Isla đây rồi nha. Hình hợp.
Isa. Sợ gì, Isa la mạnh mẽ lên em. Đừng sợ nó. Không có gì phải sợ nó cả. Không có cái gì phải sợ nó hết. Chiến nó. Màu luôn anh em ạ. Isla mất màu luôn. Isla như có hai invi một hồi sinh thôi anh em. Mất màu luôn. Isla. Làm gì được Isla thì nói xem nào. Ăn đủ màu là mày chỉ có hẹo thôi. Xuyên đủ màu rồi. San của Isla đủ màu rồi nha. San của Isla đủ màu rồi thì nhít chống nào được. Đúng không? Đã đủ màu thì init chả là chống được. Man nè, son nè. Non lắm. Non và xoanh lắm. Xin hai mạng luôn nhá. Đang muốn cái nội tại à? Về còn hai nội tại đi em. Về còn hai cái nội tại đi em. Về còn hai cái nội tại đi em. Về một cái nội tại rồi. Chuẩn bị về một cái nội tại rồi. Khi cần man nè, son này còn hẹo luôn đấy chứ anh em. Một nội tại à, chuẩn bị không nội tại nơi này. Mạng đi xin lai đại nế, sơn màu đi. Tím ngắt hết cả người. Init à. Init với chúng tôi à. Init với chúng tôi à. Lên đầu tiên xem rồi các chú tuổi dề. À không mạng rồi à, để anh tiễn chú luôn nhá. Init 02 UM. Init 02 UM. Init 02 UM. À anh tiễn luôn. Tiễn luôn. Ôi có hồi sinh à. Từ cú đập vừa rồi đến từ đại đế là thừa sức tiễn cả Robert và Mayli ra đi. Nhưng may mắn là một tình huống hồi sinh nhẹ đến từ vị trí của Mayli. Nội tại của Gonit đã phát huy tác dụng ở tuần thứ 5 hay thứ 6 gì đó đúng không? Khi Gonit vào. Chiến thắng dành cho Minzy trước hãng, chính hãng trước Man nè, Son nè. Không thể cãi được nữa rồi, đó là chiến thắng. Không thể cãi được, đó là chiến thắng.
Anh em thấy mình cảm thấy may mắn, anh em biết tại sao hai game vừa rồi mình cảm thấy may mắn không? Vì hai game vừa rồi không ai đi ban đi tư chất 15 cả, đúng không? Chúng ta đều để lại, chúng ta có một cái trải nghiệm nó rất tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn vừa rồi đã cùng với mình để có một clip giải trí như vậy. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. See you again và thank you. Bye bye.